Đây chính là cây muồng một lá, hay còn gọi là muồng lá ổi, lục lạc lá ổi. Thì cái cây lục lạc ấy thì nó có nhiều loại lắm. Và những cái cây muồng cũng có nhiều loại và tên gọi của nó cũng cứ na ná như nhau ấy, cho nên là các bạn cứ phải để ý nhá. Đây các bạn xem. Nhìn cái quả rồi hoa rồi lá của nó nhá. Hoa màu vàng nó thành chùm thế này đây. Đấy, hoa màu vàng nhá. Đây là cây muồng lá ổi nhá, hay còn gọi là muồng một lá hoặc là lục lạc lá ổi nhá, đều chỉ cây này. Quả đây này. Các bạn quan sát kỹ nhá, bởi vì cây này thì nó rất là dễ nhầm lẫn. Cây này là một loại cây nhỏ, cao từ 1 cho đến 1 mét rưỡi thôi. Cành thì hình trụ rỗng, mọc lòa xòa có lông mịn. Lá thì có một lá chét hình mác dài từ 6 cho đến 10 cm thôi. Rộng 3 cho đến 4 cm. Cây muồng một lá này thì mọc hoang trong tự nhiên hoặc là được trồng tập trung nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc ấy. Các bạn xem cái lá của nó giống, rất là giống với lá ổi, cho nên mới gọi là muồng lá ổi mà, hay là lục lạc lá ổi mà. Muồng một lá, muồng lá ổi, lục lạc lá ổi đều là cây này nhá. Nó ra hoa thì vào mùa hè, quả chín là vào mùa thu. Bộ phận sử dụng để làm thuốc thì mình lấy toàn bộ cây này đem về làm thuốc, còn hạt thì mình thu hoạch vào mùa thu. Cây muồng một lá thì có những tính vị như sau. Muồng một lá có vị nhạt, tính mát, có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, lợi thủy, hạ áp. Cây muồng một lá này được dùng để điều trị thần kinh tọa rất là tốt. Cách làm như sau. Mỗi ngày các bạn lấy từ 100 cho đến 150 gram lá khô, sắc với 400 ml nước, còn lại 100 ml, rồi chia làm 2 lần uống trong ngày. Mỗi đợt điều trị là kéo dài từ 1 cho đến 2 tuần lễ. Cũng có thể được điều trị dưới dạng cao lỏng có kết quả rất là tốt. Thì các bạn đem về chế thành cao, mỗi ngày uống từ 50 đến 60 ml cao. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đem cây muồng một lá này đem về đun nước uống để chữa đau lưng thấp khớp, cũng có kết quả tốt. Nhưng mà tốt nhất là đối với trường hợp đau dây thần kinh tọa ấy, thì cây muồng một lá này có hiệu quả cực kỳ tốt luôn nhé. Còn ở Trung Quốc thì người ta cũng dùng cây muồng một lá này để mà chữa các bệnh như là chữa ho ra máu, rồi là sưng phù, cao huyết áp, đau răng, chốc lở. Để mà chữa loét lở miệng thì người ta dùng lá tươi giã nát, trộn với mật ong, đắp tại chỗ. Còn rễ tươi của cây muồng một lá này thì hầm với thịt lợn nạc với liều lượng là 30 cho đến 40 gram, hầm với thịt lợn nạc để mà ăn. Ngày ăn một lần để chữa cao huyết áp. Như vậy là ở Việt Nam mình thì dùng để chữa đau thần kinh tọa, rồi là đau lưng thấp thấp khớp, nhất là đối với trường hợp đau dây thần kinh tọa ấy, thì có kết quả rất tốt. Còn ở Trung Quốc thì người ta lại dùng để chữa cao huyết áp, rồi là đau răng chốc lở. Thì cách làm ra sao mình đã nói một cách rõ ràng rồi nhá. Bạn nào mà chưa xem kỹ có thể tua lại để xem cho rõ hơn nhá.